Chào các bạn, trên tay mình đang là cái iMac 21 inch 4K. Thì cái máy này mình mượn ở Halo. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là cái máy này bên trong đang có những cái gì. Thì cái cách mà đóng hộp của Apple vẫn rất là tuyệt vời. Để mở nó ra thì các bạn hạ nó như vậy. Và chúng ta nhấc cái này ra. Thì đây nó có một cái lớp cắt tông bảo vệ bên ngoài. Ở bên trong mới là cái máy thật sự. Chúng ta lại nhấc một lần nữa, rất là mượt. Chỉ việc nhấc như vậy thôi là bạn đã có thể lấy được cái máy ra rồi. Và đây là một cái máy và được bảo vệ trong rất là nhiều cái khung xốp khác nhau. Lần này thì các bạn muốn nhấc ra như vậy. Đó. Và các bạn nhấc cái phần phía trên lên. Kéo hai bên ra. Và các bạn đã có một cái iMac 21 inch 4K. Đặt nó xuống. Thì các bạn thấy là bộ họ sử dụng cái xốp rất là dày để bảo vệ cái máy. Bên trong thùng thì chúng ta còn có cái sợi dây cáp nguồn. Cáp này cắm trực tiếp vào cái iMac và cái này cắm trực tiếp vào ổ điện. Chứ chúng ta không cần phải dùng adapter nào hết. Và ở cái hộp này thì ở phía trên bạn sẽ có một cái miếng riêng. Thì cái miếng này chứa cái bàn phím. Đó, bàn phím này là bàn phím mới. Và mặc định thì nó sẽ đi kèm với con chuột Magic Mouse mới, Magic Mouse 2. Nhưng mà nếu bạn nào bỏ thêm tiền thì sẽ được dùng Magic Trackpad mới. Đó, đây là bàn phím mới hoàn toàn. Các bạn thấy có thể phân biệt bằng cách là nó không còn cái cục gù lên ở đây nhét pin. Và pin đã được tích hợp sẵn. Và con chuột này thì nó có cổng lightning sẵn. Mà các bạn không phải sử dụng pin bên ngoài, cầm vô nó cũng nhẹ hơn. Với trọng lượng chưa đầy 6kg thì mình hoàn toàn có thể mình mang chiếc iMac 21 inch 4K này vào trong một quán cà phê. Và nó sẽ tiện lợi hơn là khi mà bạn mang một cái chiếc iMac 27 inch. Tại vì 27 inch nó nặng tới 9kg. Khi Apple giới thiệu iMac Retina 4K thì họ đã kèm theo trong hộp máy hai cái phụ kiện. Đó là con chuột Magic Mouse thiết kế tương tự như thế hệ trước và cũng như là một cái bàn phím có phong cách mới. Thì cả hai thiết bị này đều có một cái nét tương đồng, đó chính là sử dụng pin lithium và sạc qua cổng kết nối Lightning. Bạn có thể dễ dàng sử dụng cáp của iPhone 5, iPhone 6 mà chúng ta có thể gắn vào ký thiết bị này để chúng ta sạc. Và đặc biệt hơn cả, khi mà bạn muốn kết nối với chiếc iMac thì bạn chỉ cần cắm vào chuột và bàn phím là coi như là thiết bị sẽ tự nhận và chúng ta tháo ra, sạc xong tháo ra là có thể sử dụng được ngay, rất là nhanh chóng. iMac Retina 4K thì nó đã có cái thiết kế vốn là đã quá quen thuộc đối với những người dùng mà iMac 21 kể từ khi mà Apple áp dụng thiết kế mới trên dòng iMac. Chúng ta có một cái màn hình 21 inch tỷ lệ 16:9 ở mặt trước và có một cái tấm kính bảo vệ với phần đường viền khoảng từ 2 đến 3 cm. Đường viền này nó cũng hơi lớn nhưng mà thực ra thì nó so với tổng thể thiết kế thì nó rất là hài hòa bởi vì cái phần kim loại ở bên dưới. Máy thì còn có cái chân đế thiết kế rất là quen thuộc và chúng ta có thể gật gù lên những góc như thế này. Ở bên phía trên màn hình là một cái webcam hai size. Đúng như tên gọi thì iMac Retina 4K, cái điểm nổi bật nhất của nó là nó sở hữu một cái màn hình có độ phân giải là 4096 x 2304. Thì nó có một cái mật độ điểm ảnh là 220 ppi và tổng số lượng điểm ảnh vào khoảng gần 9,5 triệu điểm ảnh. Nó sẽ cho một cái chất lượng hiển thị màn hình tương đương với lại chiếc iMac 27 inch 5K. Chúng ta sẽ nhìn vào những cái chi tiết phông chữ cũng như là các ô cửa sổ của giao diện thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ rất là mịn và nó mượt. Thì mình có thử nghiệm qua một số cái video 4K thì cái hiệu suất hoạt động của nó cũng khá là tốt. iMac Retina 4K thì nó cũng có những cái đường viền xung quanh máy với bề mỏng chỉ là 5mm. Vâng, 5mm, rất là mỏng. Và nó sẽ dày lên về phía sau để nó chứa những cái linh kiện ở trong đó. Ở mặt sau thì chiếc máy này tương tự như là các mẫu iMac gần đây thì chúng ta có cổng headphone, không có cổng micro. Chúng ta có cổng SDXC cũng như là 4 cổng USB 3.0. Đặc biệt là cổng Thunderbolt, hai cổng Thunderbolt này đã được nâng cấp lên ở Thunderbolt 2 cho băng thông tốt hơn. Và không thể thiếu được đó là cổng LAN 1 gigabit. Chân đế thì chúng ta có một cái lỗ để luồn cái dây do nó có cái đích thẩm mỹ và công tắc thì nằm ở bên phải. Nói về tỷ lệ màn hình thì iMac Retina 4K sử dụng tỷ lệ màn hình là 2048 x 1152 pixel. Thì cái tỷ lệ này nó lớn hơn Full HD so với iMac 21 inch tiêu chuẩn.
Mình thích cái tỷ lệ này tại vì nó vừa cho chúng ta hiển thị nội dung nhiều mà vừa cho chúng ta những cái chi tiết về phông chữ, ô cửa sổ cũng như là các chi tiết màn hình hiển thị rất là tốt. Nếu mà bạn muốn có một cái tỷ lệ mà hiển thị nhiều hơn thì bạn có thể chọn cái mức là 2560 x 1440 pixel, thì cái tỷ lệ này nó sẽ tương đương với lại một cái màn hình Thunderbolt 27 inch mà Apple đã từng sản xuất trước đây. Thì mình thích cái màn hình đó có một cái bản nâng cấp độ phân giải cao hơn. Tiếc là Apple bây giờ vẫn chưa có ra mắt. Chiếc máy này có cấu hình cơ bản có mức giá là 1.500 đô ở thị trường Mỹ. Và bạn có thể thấy cái cấu hình ở trên màn hình. Chúng ta có một cấu hình với bộ xử lý Core i5 Broadwell 5675R 4 nhân, xung nhịp là 3.1GHz và có thể Turbo Boost lên là 3.6. Bộ nhớ RAM là DDR3 mức là 2 thanh 4G, tổng cộng là 8GB. Card đồ họa là Intel Iris Pro 6200. Thì cái card đồ họa này nó có thể đủ khả năng để nó có thể xử lý được cái đồ họa 4K trên cái chiếc máy này ở độ phân giải là chiều ngang cao nhất là 4096. Tuy nhiên thì chiếc máy với cấu hình cơ bản của iMac Retina 4K này thì lại chỉ sử dụng ổ cứng 1TB có tốc độ vòng quay là 5400 vòng một phút. Cho nên khi mà thử nghiệm speed test với Blackmagic thì cái hiệu suất tốc độ ghi và tốc độ đọc của nó chỉ xấp xỉ ở mức là 100MB/giây. Thì cái tốc độ này nó chậm hơn khoảng 10 lần so với chiếc MacBook Pro Retina 13 cũng như là 15 inch 2015 cũng như là MacBook Air 2015. Thì khi mà bạn muốn sử dụng một cái ổ cứng tốt hơn thì chắc chắn là bạn phải cấu hình nó theo cái function 1T. Bạn phải mua sẵn và bạn không có thể nâng cấp lên trên cái chiếc máy này được. Còn không thì chúng ta có thể nâng cấp SSD, nhưng mà cái công việc tháo chiếc máy này ra thì nó rất là khó khăn. Với mức giá là 37.880.000 của cửa hàng Halo Shop bán ra thì theo mình thấy thì đây là một cái chiếc máy nó sẽ phù hợp với những bạn mà đang cần một chiếc máy sử dụng trong gia đình với nhiều chức năng và chúng ta có một cái độ phân giải màn hình cao. Tất nhiên là với phiên bản tiêu chuẩn thì với cái ổ cứng có hiệu năng nó không có được cao cho lắm thì bạn có thể sử dụng ổ cứng ngoài theo chuẩn Thunderbolt để bạn có thể xử lý những cái thước phim hiệu năng cao, ví dụ như là phim 4K hay là 1080p 60 frame chẳng hạn. Về cơ bản thì iMac vẫn là một chiếc máy tính để bàn tất cả trong một, có hiệu năng vừa đủ cho chúng ta xài rất là nhiều cái tác vụ thông thường cũng như là với hệ điều hành macOS. Thì bây giờ với Retina 4K thì chúng ta có một cái màn hình có mật độ điểm ảnh tốt hơn, màu sắc chi tiết sắc nét hơn. Xin cảm ơn.